Nhà tao. Nhà mày đường nào? Xinh quá hả? Ừ. Rồi nhà tao hoàng lý vàng à. Bảo. Mà hình biết sao vậy? Bể. Có ai vậy? Tôi. Ôi. Chưa về. Đợi anh Hải về. Hả? Đợi anh Hải về. Đợi anh Hải hả? Đi 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 đi. Nhanh nhanh nhanh. Hải có đi chung xe đạp mày không? Không. Không về em mà tiền về.